Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người thân mến đã quay trở lại với channel này của mình. Mình là Hemisi đây. Theo như mọi người đã biết, ở video trước mình có làm về top 5 sự thật thú vị về Rodian. Và cảm ơn bạn Uy Ngô đã góp phần ý kiến và đã comment phía bình luận dưới cho mình, đã góp phần ý kiến cho mình. Thì ok, mình sẽ làm về top 10 sự thật về anh chàng Lo. Ok, mọi người cùng nhau đến video thôi. Lo là người duy nhất ở thị trấn của mình sống sót sau khi bị nhiễm độc trì hổ phách, một căn bệnh nan y nay vô phương cứu chữa. Nguyên nhân nhờ Corazon đã ép Lo ăn trái Openomy vì muốn cứu sống một cậu bé sắp chết. Số 2. Lo tuy cao bằng Lữ Hoàng hải tặc Mô Han Cốc nhưng vẫn bị coi là người lùn nhất trong các thất vua hải, chỉ cao 1m91. 3. Lá cờ hải tặc của băng hết mà Lo là thuyền trưởng, được lấy cảm hứng từ nụ cười cuối cùng của Corazon, người anh đã hy sinh để cả tính mạng để cứu lấy Lo. Số 4. Đó chính là ngày sinh của Lo trùng với ngày sinh của Tashigi và Bartholomew, đó chính là vào mùng 6 tháng 10 nha mọi người. Số 5 đó chính là Lo từng là một Shichibukai, thất vua hải trẻ nhất với độ tuổi là 26, liên minh với chính phủ thế giới. Số 6 đó chính là Lo sở hữu một tuyệt chiêu cực mạnh có thể phá hủy cả một hòn đảo Aputate. Với sức mạnh của trái ác quỷ Opeopelomi, Lo có thể tạo ra room, một căn phòng phẫu thuật có thể làm gì trong đó cũng được. Khả năng này lần đầu được nhắc ở quần đảo Sabaody. Sức mạnh của chiêu thức này đã được bộc lộ ở Akpukharazat gì đấy, mình không biết tiếng Anh, mọi người thông cảm nhé. Số 7. Không những công việc chính là một hải tặc, Lo còn được mệnh danh là một bác sĩ tử thần mà trái ác quỷ Opeopelomi đã mang lại. Số 8. Đó chính là Lo đã từng cứu sống Luffy trong tình trạng nguy kịch sau trận chiến tổng bộ hải quân Marineford. Số 9. Đó chính là người lạnh lùng ít nói luôn suy nghĩ trước khi hành động, rất hợp lý với vị trí hải quân liên minh với Luffy. Số 10 đó chính là tên của Trafagadin Waternor, được lấy cảm hứng ngoài đời thực có một tương kết biển ngoài đời thực tên là Edwalo. Ok mọi người ơi, thì top 10 sự thật về No mà mình đã tìm được như vậy, thì theo mọi người thế nào, có thiếu cái gì thì mọi người cùng bổ sung nhá. Thì mọi người nghĩ thế nào với anh chàng này? Một anh chàng tiền chu đã lên tới 500 triệu Benny. Thì của video thì cho mình cảm ơn bạn ủng hộ rất nhiều. Thì mình mong bạn đồng hành cùng mình các video sau và cho mình những ý tưởng thật hay nha mọi người. Mong bạn để lại ý tưởng cho mình nhá. Thì ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Thì kết thúc video thì đừng quên like, đăng ký và comment phía bên dưới là ý tưởng của mọi người, mình sẽ làm hết nhá. Như là bạn Bên Nguyễn, mình sẽ làm tất cả vì giải đáp One Piece mà các bạn comment. Giờ thì còn chần chờ gì nữa mà không comment để được trả lời thôi. Thì mình cảm ơn bạn Bên Nguyễn đã comment ý tưởng. Bye và hẹn gặp lại ở video sau.